xe máy cắt lúa 105 mới chát luôn các bạn ơi, nước xong kìa. Giờ này chiều rồi các bạn. Chiều nha các bạn ơi, gần 5 giờ rồi. Âm u lắm. Nên mà nó không có đủ sáng cho mấy bạn xem nha. Máy quá mới luôn các bạn. Ồ, anh em máy cầu lúa đó các bạn ơi. Chuẩn bị sang lúa ra bớt mới được. Không sang lúa là máy 105 không chạy nổi đâu nha. Giờ thả chạc hơi bị khó luôn. Rồi mới có mấy bao rồi các bạn. Rồi sang lúa ra luôn. Thank you.
quá nước rồi các bạn, bơm không gài không có hết. Giờ là các anh em chịu khó phải thay nhau sang lúa gì nè các bạn. Tôi sẽ cắt từ 1 giờ, giờ này cũng 5 giờ rồi, sẽ xiết mấy bạn ơi, không gài bơm nước tốn tiền xăng dầu quá trời rồi. Làm không có nhiều lúa chứ các bạn, giờ vụ này chúng mấy cơn bão liên tục thì rất là vất vả cho nông dân mình luôn. Rồi sang lúa qua xong rồi tiếp tục chạy dưới nước đây nè các bạn, xem nè. Cá mới bay các bạn, cá dinh hay cá rô phi gì á, phi dù dù luôn. Cái bắt không dính quá. Rồi máy đề chuẩn bị cắt luôn các bạn ơi, anh em chuẩn bị hứng rồi. Đó kìa, chưa may quá mới các bạn. Rồi cái gì nhảy hoài vậy? Để nước ngập ngập thôi các bạn. Rồi mấy cậu xuất binh ra luôn, quá mới luôn. Ồ, cá vậy bay quá trời bay luôn các bạn. Nãy giờ thoát lên liên tục luôn, không biết cá gì luôn. Kiếm không gặp rồi. Mấy cắt chẳng cắt bên đây đâu các bạn ơi.